Điện ảnh Hồng Kông hay phim điện ảnh Hồng Kông là tên gọi ngành công nghiệp điện ảnh của đặc khu hành chính Hồng Kông. Nơi đây từng là một trong bốn nền điện ảnh Hoa ngữ, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore. Do đặc điểm là thuộc địa của Anh hơn một thế kỷ, điện ảnh Hồng Kông vừa được thừa hưởng truyền thống văn hóa lâu đời của Trung Quốc, vừa được tiếp cận với nền điện ảnh phát triển của châu Âu. Vì thế, điện ảnh Hồng Kông cũng phát triển từ khá sớm và trong vài chục năm trở lại đây đã là một trong các nền điện ảnh lớn nhất châu Á. Có thời gian lượng phim sản xuất mỗi năm của điện ảnh Hồng Kông chỉ thua kém điện ảnh Hollywood của Mỹ và Bollywood của Ấn Độ. Vào thập niên 1960, ngoài việc nhập khẩu phim, Hồng Kông còn là trung tâm sản xuất phim cho mọi miền Trung Quốc, bao gồm phim nói tiếng quan thoại để xuất khẩu và phim kinh kịch cho khán giả địa phương, còn các phim võ thuật ra đời sau đó. Hồng Kông rất giỏi trong việc sản xuất các phim theo thể loại, kiểu phim bám theo mô típ có sẵn, ít có sáng tạo của đạo diễn, bởi họ cần khán giả và phần lớn doanh thu đến từ các thị trường bên ngoài. Tính thương mại hóa cao của nền điện ảnh Hồng Kông được thể hiện qua việc cách tạo dựng các ngôi sao điện ảnh, biến họ thành những trung tâm của các bộ phim và cả nền công nghiệp điện ảnh. Ở thời kỳ đầu, các bộ phim thường tìm cách thu hút khán giả bằng việc mời các diễn viên kinh kịch được công chúng yêu thích tham gia diễn xuất như Lý Lệ Hoa, Lâm Đạt, Lăng Ba, Lạc Đế. Sau thế hệ này là những ngôi sao vươn lên từ võ thuật như Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long, Trịnh Phối Phối, Lý Thanh. Họ là những cái tên bảo chứng doanh thu. Sự xuất hiện của họ ở những sân khấu giao lưu, diễn đàn phim hoặc các liên hoan phim quốc tế luôn kéo theo những làn sóng hâm mộ đông đúc, bởi họ là những thần tượng trẻ tuổi, xinh đẹp và tài ba. Nổi bật và đình đám nhất là hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ Shaw Brothers. Đây là công ty chế tác phim đầu tiên và lớn nhất tại Hồng Kông. Hoạt động theo mô hình của Hollywood cũ, Thiệu Thị Huynh Đệ là một công ty giữ độc quyền quản lý hàng trăm diễn viên. Trong khi các công ty khác luôn xoay vòng số lượng diễn viên, Thiệu Thị chỉ cố định một số nhóm diễn viên, hợp tác riêng với một số đạo diễn. That's all right. I like American films. Who are your favorite actors or actresses? I like Paul Newman, Audrey Hepburn, and Natalie Wood. Do you regard yourself as a sex symbol? I don't think so. No. Okay, that's fine. Thank you.
Cuối thập niên 1960, sự xuất hiện của Lý Tiểu Long được xem là cột mốc thay đổi dòng phim võ thuật Hồng Kông. Lý Tiểu Long xác lập quan niệm mới với các phim võ thuật đề cao thực chiến và hình ảnh anh hùng thực dụng, chiến đấu nhiều hơn. Ngược dòng thời gian, vào thời Hoàng Kim vào những năm 1970, đầu những năm 1990, Hồng Kông đã sản xuất hơn 200 bộ phim mỗi năm và là nhà xuất khẩu phim lớn thứ hai trên thế giới. Năm 1992, các bộ phim địa phương thu về hơn 154 triệu USD, chiếm gần 80% tổng doanh thu phòng vé. Nhưng năm 2017, tổng doanh thu của phòng vé Hồng Kông chỉ vào khoảng 250 triệu tiền Hồng Kông. Năm 2018, số lượng bộ phim Hồng Kông được sản xuất chỉ dừng lại ở con số 53. Hồng Kông là nơi sản sinh ra Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Hổ Tướng, cùng nhiều huyền thoại võ thuật lừng danh. Để nói về sức ảnh hưởng to lớn của điện ảnh Hồng Kông, đối với thế giới là nói đến nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên mang tầm vóc huyền thoại như Lý Tiểu Long, Ngô Vũ Sâm, Vương Gia Vệ, Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng lượng khán giả đến rạp giảm, có thể kể tới cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997, đã giáng mạnh vào nền kinh tế chung của Hồng Kông, thêm vào đó là việc sản xuất phim ồ ạt làm giảm sút chất lượng nghệ thuật và lòng tin của khán giả. Cuối cùng là sự cạnh tranh của các bộ phim bom tấn đến từ Hollywood. Việc trở về với đại lục năm 1997 cũng không giúp nền điện ảnh hòn đảo này phục hồi. Nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông xuống đến đáy vào năm 2003. Đây có thể coi là năm đen tối nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông, khi nó phải đối mặt với sự đóng cửa hàng loạt của các rạp chiếu phim do ảnh hưởng của đại dịch SARS, thêm vào đó là cái chết đột ngột của hai ngôi sao hàng đầu Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, ranh giới giữa hai nền điện ảnh này cũng dần bị xóa nhòa. Các tác phẩm hợp tác giữa các hãng sản xuất phim Hồng Kông với diễn viên Trung Quốc hoặc ngược lại ngày càng trở nên phổ biến và xu hướng chung hình thành một nền điện ảnh Hoa ngữ mới duy nhất. Cùng với các tác phẩm chất lượng và sự rót tiền hỗ trợ của chính phủ, điện ảnh Hồng Kông đang dần khởi sắc. Nhưng liệu nó có thể khôi phục ánh hào quang của hơn 40 năm về trước?